Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dùng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sáng nay ngày 2 tháng 7 năm 2024, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã long trọng tổ chức buổi lễ mừng 48 năm ngày sinh nhật cha Pero Nguyễn Văn Tường, 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024, đồng thời tổ chức lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao cho 15 bệnh nhân ung thư và khánh thành phòng ngâm chân hiện đại khang trang. Đến dự có các thầy thuốc và nhân viên phòng khám, các đại biểu khách mời, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các bệnh nhân ung thư và người nhà bệnh nhân về dự. Phát biểu tại buổi lễ, các thầy thuốc đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường, biết ơn đến tấm lòng bác ái của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phát biểu tại buổi lễ khai mạc, thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy chia sẻ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị ân nhân, quý vị thân mến, hôm nay chúng ta tề tụ về đây để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của cha Pero Nguyễn Văn Tường, người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp y học cao cả, cứu giúp hàng trăm bệnh nhân ung thư. Cha Pero Nguyễn Văn Tường không chỉ là một vị linh mục tận tụy mà còn là một nhà khoa học tài ba. Cha đã dành nhiều năm nghiên cứu về công trình khoa học cháo nano, thảo dược nano và các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cha Pero Nguyễn Văn Tường, nhiều bệnh nhân ung thư đã được cứu sống và kéo dài thêm tuổi thọ. Bên cạnh công lao trong lĩnh vực y học, cha Pero Nguyễn Văn Tường còn là người thầy thuốc tận tâm, luôn hết lòng vì bệnh nhân. Cha đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho các đệ tử, đào tạo họ trở thành những thầy thuốc ưu tú, cống hiến cho nền y học Việt Nam. Cha Pero Nguyễn Văn Tường đã về với Chúa, nhưng những giá trị về cha đã để lại sẽ mãi mãi trường tồn. Linh hồn của cha Pero Nguyễn Văn Tường sẽ phù hộ cho các thầy thuốc để họ tiếp tục sứ mệnh cao cả của cha, cứu người và chữa bệnh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, công lao to lớn của cha Pero Nguyễn Văn Tường nghiên cứu thành công công trình khoa học cháo nano, thảo dược nano và các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, giúp cứu sống và kéo dài tuổi thọ cho nhiều bệnh nhân ung thư, dành cả cuộc đời để cứu giúp bệnh nhân ung thư, luôn hết lòng vì bệnh nhân ung thư, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho các đệ tử, đào tạo họ trở thành những nhà thuốc ưu tú, cống hiến cho nền y học Việt Nam với y đức cao cả, lòng vị tha, bác ái, cứu người. Kính thưa quý vị đại biểu, quý ân nhân, quý vị thân mến, cha Pero Nguyễn Văn Tường, người được biết đến như một linh mục với tấm lòng bác ái, y đức cao cả, đã dành trọn cuộc đời mình để cứu giúp những bệnh nhân ung thư với tinh thần ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Cha Pero Nguyễn Văn Tường đã hy sinh tất cả để mang đến hy vọng và sự sống cho những người đang trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác. Di nguyện cao cả được tiếp nối. Sau khi cha Pero Nguyễn Văn Tường về với Chúa, di nguyện cao cả của cha được các học trò và những cộng sự tiếp nối. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được thành lập với sứ mệnh tiếp tục sứ mệnh cao cả của cha, mang đến sự hỗ trợ và điều trị cho những bệnh nhân ung thư. Tinh thần y đức và lòng vị tha. Tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, các thầy thuốc và nhân viên luôn hoạt động với tinh thần y đức cao cả, đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu. Họ sẵn sàng dành trọn tâm huyết, kiến thức và kinh nghiệm để cứu chữa cho từng bệnh nhân. Lòng vị tha và sự đồng cảm luôn hiện hữu trong từng hành động của họ, mang đến niềm tin và hy vọng cho những người bệnh nhân ung thư. Cam kết vì bệnh nhân ung thư. Với sự tận tâm và nỗ lực không ngừng,
Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã trở thành điểm đến tin cậy cho nhiều bệnh nhân ung thư. Các thầy thuốc tại đây luôn hứa hẹn sẽ một lòng đi theo con đường mà Cha Piero đã dạy, nỗ lực hết mình để mang đến sự hỗ trợ và điều trị tốt nhất cho tất cả các bệnh nhân ung thư. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn mong muốn nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng để có thể tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Mọi sự đóng góp, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ góp phần mang đến niềm hy vọng và niềm tin cho những bệnh nhân ung thư. Để đáp lại tấm chân tình đó, chúng ta xin trân trọng cảm ơn Cha Pedro Nguyễn Văn Tường vì những đóng góp to lớn của cha cho nền y học Việt Nam. Cha đã là tấm gương cho các thế hệ thầy thuốc noi theo. Chúng ta cũng xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những giá trị mà Cha Pedro Nguyễn Văn Tường để lại để phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn là nơi cứu giúp bệnh nhân ung thư một cách hiệu quả nhất. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, buổi lễ diễn ra trang trọng và lần lượt thực hiện các sự kiện đặc biệt này đánh giá ba cột mốc quan trọng: kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhật Cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Cha Pedro Nguyễn Văn Tường là người sáng lập phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, đồng thời là một nhà nghiên cứu khoa học uy tín với nhiều đóng góp cho công tác hỗ trợ điều trị ung thư. Hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cho 15 bệnh nhân ung thư. Đây là thành quả của quá trình nghiên cứu miệt mài của các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, mang đến niềm hy vọng mới cho các bệnh nhân ung thư. Khánh thành phòng ngâm chân hiện đại khang trang. Phòng ngâm chân mới được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, giúp mang đến cho quý bệnh nhân những trải nghiệm thư giãn và chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất. Tại buổi lễ, các thầy thuốc cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Thay mặt các thầy thuốc và tập thể nhân viên của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn đồng hành hỗ trợ phòng khám trong suốt thời gian qua. Sự chung tay góp sức của quý vị đã góp phần to lớn vào việc xây dựng và hoàn thiện các công trình hạng mục phục vụ các hoạt động thiết thực hỗ trợ điều trị bệnh ung thư cho các bệnh nhân tại đây. Tinh thần bác ái và truyền thống quý báu, lòng hảo tâm của quý vị không chỉ thể hiện qua những đóng góp về mặt vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần vô giá đối với tất cả các bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Nhờ sự hỗ trợ của quý vị, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí có thể tiếp tục duy trì hoạt động, mang đến cho bệnh nhân ung thư những phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả và những dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất. Sự đóng góp to lớn, nhờ sự hỗ trợ quý báu của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không đã xây dựng và hoàn thiện các công trình hạng mục. Nhờ có sự đóng góp của quý vị, các hạng mục thiết yếu của phòng khám như khu hỗ trợ điều trị ung thư khang trang, sạch đẹp, thoáng mát, phòng ngâm chân, trang trí các thiết bị hiện đại, phòng hớt tóc, phòng sản xuất nước, sản xuất trà thảo mộc đã được xây dựng và hoàn thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân ung thư trong quá trình hỗ trợ điều trị tại đây. Cung cấp các trang thiết bị y tế hiện đại, nhờ có sự hỗ trợ quý giá của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám đã được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế giúp nâng cao chất lượng hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân ung thư. Hỗ trợ bệnh nhân ung thư, nhờ có sự hỗ trợ quý báu của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám có thể hỗ trợ chi phí điều trị, sinh hoạt cho bệnh nhân ung thư, giúp họ giảm bớt gánh nặng về tài chính và an tâm điều trị. Một lần nữa,
Phòng khám Trá Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn đồng hành hỗ trợ cho phòng khám trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất để mang lại lợi ích cho bệnh nhân ung thư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, chan hòa tình yêu thương và niềm hy vọng. Đây là nguồn động lực to lớn để phòng khám Trá Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất. Xin trân trọng. Con đến từ ở quê Sóc Trăng, con bị ca vú, đến đây cũng được hơn 4 tháng à. Điều trị ở đây thì lúc 3 tháng thì có đi xét nghiệm lại, thì Thanh kia đi xét nghiệm thì tế bào thì nó giảm rất nhiều. Được điều trị ở đây được 4 tháng rưỡi, mà hôm nay, ngày mai được thầy cho ra viện. Không mừng lắm. Tại vì điều trị khắp nơi không muốn bớt, không giảm. Điều trị đây mới có 4 tháng mấy à, không giảm, không khỏe nhiều. Con không biết nói gì hơn, giờ cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa và cảm ơn cha đã có pháp đồ để điều trị cho con khỏe, rồi về cùng gia đình. Sau đó cảm ơn quý thầy ở đây rất nhiều. Trong suốt thời gian, quý thầy đã tận tình, lo lắng và chu đáo. Sau đó nữa, con cảm ơn quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua con điều trị, để có điều kiện con điều trị ở nhà trọ. Dạ, con xin chân thành cảm ơn. Dạ, hồi trước á, là đi xét nghiệm là ở Cần Thơ, là nó nói là bị ác là kêu mổ, nên con không mổ. Nhà không đủ điều kiện để mổ, tại đi vô bệnh viện thì tiền nhiều lắm. Rồi xong cái không tin là vậy nữa, cái đi thành phố vô bú xét nghiệm lại, thì đó là cũng xét nghiệm cũng y vậy luôn, cũng kêu mổ. Nên ta nói là to mười mấy triệu đó, nhưng mà tới 8 to, nên nhà không đủ điều kiện. Xong cái con về, con đi đắp thuốc, đắp được 2 năm thì thấy vết thương cũng đỡ, nhưng mà cái vết thương nó không lành. Xong cái ở nhà uống thuốc nam khoảng năm mấy, để con mới nghe đến phòng khám Trá Tường ở đây, thì con mới đi đến đây. Đi đến đây thì quý thầy nhận hồ sơ, rồi con điều trị ở đây, rất tin tưởng ở đây và phòng khám ở đây. Cái pháp đồ của cha là rất hiệu quả. Cũng có bà chị có điều trị ở đây u não á, khỏe nhiều. Đâu chị được 4-5 tháng gì đó, khỏe nhiều. Rồi chị giới thiệu. Dương Mai Trần. Chị giới thiệu cho đến đây rồi. Lúc đó cũng không tin nữa, người nhìn nhà nói sao ăn cháo gì mà hết bệnh, mà hết ung thư. Nên con đến đây đại luôn, chứ giờ đường cùng không biết đi đâu. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn các thầy, con cảm ơn các y sĩ trong phòng khám, tất cả y sĩ trong phòng khám. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Con tên là Hoàng Thị Phương, năm nay con 40 tuổi, con đang mắc căn bệnh ca vú. Con ở Thủ Đức và cách đây là 7 năm là con bị ca vú, và năm ngoái là con bị di căn xương, di căn thận, di căn phổi, di căn mô mềm, di căn hạch. Và con đi điều trị thì bác sĩ nói là bệnh này là chỉ có là chữa tạm ổn thôi, chứ không có hết. Và con chữa thì nói chung là vẫn còn. Và con xuống dưới cha, con ăn cháo nano với
thảo dược nano thì con đi tái khám lại là bây giờ hiện tại bệnh của con ổn và đi siêu âm chụp X quang là không còn gì nữa. Đến thời điểm này thì con rất là khỏe và không còn trước đây là tái phát lại là bệnh ho nhiều, ho và tức ngực khó thở, nhưng mà bây giờ là bệnh của con là rất là khỏe, ăn được ngủ được và huyết áp ổn, không còn không thấy là như là di căn phổi là con ho nhiều, tức ngực khó thở, nhưng mà bây giờ con là đã trở về là bình thường và đi xét nghiệm các chỉ số cũng trở về bình thường. Đi siêu âm với X quang phổi là chỉ còn hơi có dịch thôi, chứ còn không còn thấy những khối u trong trong thận, trong bàng quang luôn, trong thận, trong bàng quang, trong phổi, trong mô mềm là bây giờ là không còn gì. Dạ, thái độ của các thầy với các y sĩ trong phòng khám là rất nhiệt tình, rất tận tình để chỉ dẫn những từng ly từng tí cho bệnh nhân ăn theo phác đồ của cha, và chỉ tận tình và rất là nhiệt tình với bệnh nhân ạ. Sau khi hai tay mình về nhà thì mình vẫn giữ cái phác đồ của cha và vẫn giữ khi nào giữ và ăn chay chứ không ăn thịt động vật nữa. Tại vì cách đây 7 năm là mình cũng đã đi chữa trị rồi, nhưng mà về nhà không có kiêng cữ và nó sẽ năm ngoái là nó tái lại. Nó di căn nhiều thứ chỗ mà di căn nhanh. Nên là khuyên các bệnh nhân là nên là giữ phác đồ và không nên từ bỏ thịt động vật, bởi vì thịt động vật là thịt axit nên là từ bỏ chứ không nên ăn. Đó là và khuyên các bệnh nhân là giữ phác đồ của cha, phác đồ của cha là mới cứu được sống cho tất cả mọi người. Con và kể cả con nữa. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn các thầy, con cảm ơn các y sĩ trong phòng khám, con cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ phòng khám để phòng khám cứu sống thêm những bệnh nhân tiếp theo. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương.
và rẽ phải đi vào khoảng 500 mét. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.